Cái bài này mà của phòng logistics á, muốn hát để mà thay mặt cho công ty cảm ơn cũng như là gửi lời chia tay đối với tất cả các bạn nào vì lý do địa lý và vì lý do học tập mà các bạn đã có thông báo với công ty là không thể nào tiếp tục làm việc với công ty nữa sau sau tháng 4 thì chúng ta sẽ chuyển về văn phòng mới. Đây là một lời chúc và một lời chia tay, một lời cảm ơn đến tất cả các bạn. Và mong là những bạn mà đã làm cho TVMV thì sau này có đi đâu nữa thì vẫn còn nhớ đến gia đình TVMV và sẽ cùng tiếp tục nhớ và ủng hộ TVMV. Đó, xin cảm ơn tất cả các bạn.